Đây là ở phía đằng đó là cái lối vào nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Thấy cái chỗ mà đèn đỏ nó chớp chớp á, mình cũng không biết là cái gì, giống như là cái chốt bảo vệ vậy á. Đây là xung quanh nè, nghĩa trang Bình Hưng Hòa đây. Hồi buổi tối. Đối diện đây là cái hồ câu cá. Hồ câu cá nghĩa trang. Buổi sáng thì chỗ này nó bán cà phê, với lại có rất là nhiều cần thủ họ ra đây họ ngồi họ câu cá. Còn bây giờ ban đêm, bây giờ là cũng gần 8 giờ rồi, mình thấy làm như cũng không biết còn bán cà phê hay không, tại vì hết bán cà phê rồi phải. Mà bây giờ cũng không còn ai câu cá, bởi vì bây giờ cũng đâu có thấy đường đâu mà câu. Cái lối đó là cái lối vào trong cái nghĩa trang Bình Hưng Hòa đó, cái khu mà mình đang quay nè. Đó, lúc trước rất là nhiều những cái phần mộ, bây giờ bị san phẳng hết rồi. Giờ còn giống như là một cái bãi đất trống thôi, ngổn ngang xi măng, đất cát. Phía bên này nè, vẫn còn nhiều cái phần mộ, nhưng mà vẫn đang được người thân của họ di dời đi. Mấy ông già cũng đang đào đào mộ, bốc cốt á, di dời đi chỗ khác. Hồ câu cá Bình Hưng Hòa. Nếu mà muốn ra đây á, thì mọi người có thể search là hồ câu cá nghĩa địa. Nó nằm ở trên đường Bình Long thôi. Để zoom lại gần ha. Có mấy người đang uống cà phê đó, nhưng mà giờ cũng không có câu cá, giờ đâu có thấy đường đâu mà câu. Chứ buổi sáng á, hay buổi trưa trưa á, cũng khá là nhiều người á, họ ngồi dọc theo mấy cái thành hồ á, họ bắt cái ghế rồi họ ngồi thả cần câu, câu được mấy con cá trê à, cá trê, cá lóc, cá chép gì đó. Đây là hồ nước nè, buổi tối. Đó có con cá nó bơi kìa. Thấy không? Nó đọng nước đó, là mấy con cá nó đang bơi đó. Ở ngoài đó là đường Bình Long, vẫn có xe chạy ra chạy vào cái khu nghĩa trang này. Bây giờ thì cái khu này có nhiều đèn, chứ khoảng 10 năm trước á, chạy vào trong đây á, hầu như là không có đèn. 10 năm trước thì mình chưa có chạy ra cái nghĩa trang này, nhưng mà mình thấy có nhiều video clip người ta đăng lên á, trong này tối thui à. Còn bây giờ thì có đèn đường, đèn điện này kia cũng nhiều, nhưng mà khuya mà chạy vô trong đây thì cũng hơi rờn rợn xíu. Con người mà đó không đó, đây là toàn cảnh cái hồ nè. Gần 8 giờ tối thì có mấy người ngồi uống nước, leo que vài người à, chứ không có câu cá giờ này nữa. Ồ, máy bay kìa. Thấy máy bay không? Đó. Ồ. Nghe tiếng máy bay ồ luôn, động cơ máy bay rất là lớn. Đó, có xe đang chạy ra nữa nè. Thấy không? Đèn xe đang chạy ra đó. Họ chạy ra. Ồ, xe ráp. Xe chạy vô, xe chạy ra.